Xin chào các bạn, trong cái ví dụ này chúng ta vẫn tiếp tục làm việc với các cái string hay là các cái chuỗi ký tự. Ở đây thì tôi muốn giới thiệu với các bạn thêm một số các cái hàm hay các cái phương thức khác mà liên quan đến việc xử lý chuỗi ký tự. Lúc trước thì chúng ta đã học ba cái phương thức, đấy là title, tức là chuyển các cái ký tự ở đầu mỗi từ thành chữ hoa, upper là chuyển cả một chuỗi ký tự thành chữ hoa và lower là chuyển cả một chuỗi ký tự thành chữ thường. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ có một số cái phương thức để mà giúp chúng ta loại bỏ các cái dấu khoảng trắng ở đầu. Ví dụ như ở đây dấu tab, các bạn có thể nhìn thấy cái chuỗi hiện tại của chúng ta là Trần Vũ Hà, nó có một cái dấu tab ở đầu, chéo T là tab. Nếu mà chúng ta muốn loại bỏ cái khoảng trắng ở đầu này thì chúng ta có thể dùng các cái hàm mà nó liên quan đến cắt các cái chuỗi khoảng trắng đi. Ví dụ như thế nào thì ở đây thì tôi sẽ bỏ ba cái hàm này đi. Thay vào đấy thì các bạn biết là name hiện tại là nó có dấu tab ở đầu đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn bỏ cái dấu tab đi thì tôi có hai cách. Một là tôi dùng cái hàm strip. Strip như thế này. Thế ở đây thì tôi sẽ phân tích luôn cái hàm tiếp theo là hàm rstrip hay là rightstrip. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ như thế này. Ở đây giả sử như cái tôi sẽ phải sửa cái ví dụ này lại một chút. Tôi sẽ xóa cái phần đằng sau dấu chéo n này đi để cho cái chuỗi của chúng ta ấy, các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có chữ im sau chữ m này thì nó dư một cái khoảng trắng. Thế nếu mà chúng ta muốn loại bỏ cái khoảng trắng này đi thì chúng ta có thể dùng một cái hàm. Một là chúng ta dùng hàm strip đây. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái khoảng trắng này nó nằm ở bên phải của chuỗi. Thế thì chúng ta có thể loại bỏ nó bằng cái hàm rstrip. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chạy thử cái chương trình này. Tôi sẽ xóa hai cái dòng lệnh cũ này đi. Trước khi chạy thì các bạn phải lưu nó lại. Run, chọn module. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây ấy, khi mà chúng ta để nguyên thì cái dòng đầu tiên ý, nó sẽ in ra cái đúng cái biến tên thì trong này nó có dấu tab. Các bạn sẽ thấy là trước chữ T ở đây nó có một cái dấu tab khoảng cách nó rất là xa. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta để cái name.strip ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi này nó sẽ in ra cái này không có dấu cách nữa, tức là không có dấu tab ở bên ngoài này nữa. Thế và với cái im này, arm này thì các bạn thấy là lần đầu tiên khi mà chúng ta in ra bằng cái dòng lệnh là print intro 1 ở đây thì nó vẫn còn cái dấu cách ở chỗ này. Đấy, các bạn thấy là đây tôi đưa con trỏ vào thì các bạn thấy là nó vẫn còn một dấu cách ở đây. Tuy nhiên là nếu mà sau khi mà các bạn dùng cái hàm rstrip thì các cái dấu khoảng trắng ở bên phải là nó đã biến mất. Cho nên đến cái dòng arm này thì nó lại không còn một cái dấu khoảng cách ở đây nữa. Đấy là cái ý nghĩa của strip, tức là nó cắt đi các dấu khoảng trắng ở cả hai đầu của chuỗi. Còn rstrip thì nó sẽ cắt đi các dấu khoảng trắng ở bên phải của chuỗi. Thế và như các bạn có thể đoán được là chúng ta sẽ có một cái hàm là left strip hay là l strip. Thì ở đây chúng ta sẽ ví dụ như thế này. Nếu mà ở đây tôi có một cái dấu tab ở đây, kéo t ở đây, thì các bạn sẽ biết là dấu tab hay cái khoảng trắng này thì nó nằm ở bên trái của chuỗi. Và nếu mà chúng ta muốn cắt cái dấu tab này đi thì chúng ta sẽ dùng hàm l strip bằng cách là như thế này. Green này. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ lưu chương trình. Và đó là chạy nó. Thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên cái chuỗi this is an example of string in Python nó có cái dấu khoảng trắng là do cái dấu tab mà chúng ta đặt vào. Thế nhưng mà khi chúng ta áp dụng cái hàm lstrip thì đằng trước cái chữ this này nó lại không còn dấu trắng nữa. Và đấy là ba cái hàm cơ bản là strip, lstrip và rstrip dùng để cắt đi các cái dấu khoảng trắng ở hai đầu của một chuỗi ký tự. Và clip này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài học sau.